Chào anh chị, tôi xin chia sẻ với anh chị và các bạn diễn biến vụ án rất được quan tâm, vụ thao túng chứng khoán từ một số cá nhân của công ty FLC, và nhân đây tôi đề xuất với chính phủ, bộ công an cũng như các anh chị cùng suy nghĩ về một số vấn đề mở rộng rất liên quan và quan trọng khác. Đó là gì? Hôm nay các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí thông báo về một quyết định của Bộ Công an do Trung tướng Đỗ Văn Hoành gửi các địa phương trên cả nước, các tỉnh thành phố trên cả nước về việc đề nghị tạm dừng biến động tài sản của các tổ chức cá nhân phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Thứ nhất là ông Trịnh Nhân Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Hai là bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán BOS, em ruột của ông Quyết. Ba bà Trịnh Thị Minh Quế, kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cũng là em ruột của ông Quyết. Và bà Lê Thị Ngọc Diệp, nhân viên của một ngân hàng, là vợ của ông Trịnh Văn Quyết. Đề nghị các địa phương theo dõi, đồng thời tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng mua bán cho cặn cầm cố thế chấp đối với tài sản bất động sản cổ phần góp vốn cổ phiếu của các cá nhân nêu trên. Thông báo này của cơ quan điều tra có ý nghĩa gì? Vẫn như tôi nói lần trước, thông báo này nhằm cá nhân hóa hành vi sai phạm nếu có của một số cá nhân, chứ không phải là pháp nhân FLC hoặc Bamboo hoặc các công ty có liên quan khác. Điều này có thể làm tập thể người lao động ở công ty FLC, Bamboo và các công ty liên quan, cũng như những người kế nhiệm đang điều hành công ty sự an tâm để tái cơ cấu và đưa công ty trở về hoạt động bình thường, ngăn chặn sự thiệt hại không đáng có cho người lao động. Thứ hai nữa, nói lên quy mô vụ án không dừng lại ở một địa phương nào mà trải dài trên cả nước, kể cả những việc, những chuyện chúng ta đã biết, kể cả những chuyện chưa biết, và chúng ta chưa biết quy mô vụ án sẽ mở rộng đến như thế nào. Điều đó thì thuộc vào cơ quan điều tra, chúng tôi không đưa ra đời đồn đoán nào ở đây. Cuối cùng và quan trọng nhất, cơ quan điều tra đã có ý định và quyết tâm ngăn chặn dòng tiền chạy ra khỏi sự kiểm soát, và đó cũng là vấn đề tôi sẽ đề cập và đề nghị với chính phủ cũng như ông Bộ trưởng Bộ Công an ở phần cuối. Có một vấn đề xảy ra Việt Nam mà cá nhân tôi và rất nhiều người thắc mắc, đó là có những cá nhân mua máy bay cá nhân nhưng không không phải để bay, và tôi cũng không thấy bay, không thấy lịch bay, mua siêu xe nhưng không phải để chạy, và cách đây nhiều năm có cả mua rác về nữa, không biết để làm gì, không biết để làm gì. Nhưng giới thạo tin đặt câu hỏi, phải chăng đây là một phương thức để chuyển dòng tiền ra nước ngoài, bởi lẽ các danh mục nêu trên không thể định giá được là bao nhiêu. Một phi cơ, một máy bay, một trực thăng có thể là 10.000 đô, 50.000 đô, 100.000 đô, 200.000 đô, mà 10 triệu đô cũng không ai biết giá chính xác là cái gì. Tương tự, rác cũng vậy. Và vấn đề đó chúng ta cùng suy nghĩ. Tuy nhiên, thực tế việc chuyển tiền ra nước ngoài một cách bất hợp pháp, một dòng tiền bí mật chảy ra nước ngoài là có thật, và cơ quan điều tra đã từng phá án với lượng tiền rất khủng khiếp. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, tôi dẫn chứng. Vào cuối năm 2020 và
Thời gian tiếp theo đó trong năm 2021 và hiện nay đang đấu tranh với vụ án hết sức nghiêm trọng, phức tạp diễn ra trong thời gian dài của các bị can để chuyển ra nước ngoài số tiền gần 30.000 tỷ đồng. Và chiến công xuất sắc này của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã được các giới lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt khen ngợi. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online liên quan đến vụ án, trước đó ngày 25 tháng 9 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố với 6 bị can gồm Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới quy định tại điều 189 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng bọn thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất, lợi dụng vận chuyển hàng hóa tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Điều mà tôi muốn gửi đến Thủ tướng Chính phủ và ông Bộ trưởng Bộ Công an anh Tô Lâm là cùng với việc Chính phủ lập trình lại lành mạnh dân hóa thị trường chứng khoán, huy động trái phiếu, tín dụng, bất động sản, công an phá các vụ án liên quan, thì có thể có việc một số cá nhân tìm cách rút vốn, chuyển vốn, thoát vốn, chưa rõ, chưa biết mục đích để làm gì, cần điều tra làm rõ. Đây là một vấn đề rất lớn. Cá nhân tôi và những người dân rất mong muốn các doanh nghiệp an ninh làm ra, và chúng tôi không dám nghi ngờ bất cứ một động thái nào của các doanh nghiệp, chỉ mong họ làm ăn thuận lợi, mua mai bán đắt, kể cả việc huy động vốn. Chúng ta nên biết rằng việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu là một kênh tín dụng rất lành mạnh, mang đến lợi ích cho doanh nghiệp và những nhà đầu tư, những công dân có tiền nhàn rỗi muốn tìm một nơi trú ẩn tiền an toàn cho dòng tiền tiết kiệm của mình phát sinh ra lợi nhuận. Điều đó rất đáng quan ngân. Và cá nhân tôi cũng thấy rằng thời gian gần đây có nhiều bài báo trên các tạp chí rất ít khi xuất hiện, tên tuổi ít người biết đến, và trên mạng xã hội những bài viết mang tính ám chỉ. Điều đó gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp. Thí dụ như chúng ta nêu tên một doanh nghiệp, tên giám đốc doanh nghiệp và số lượng trái phiếu huy động, số tiền nghe thì rất kinh khủng. Trong bối cảnh các vụ án đang diễn ra liên quan đến việc huy động trái phiếu, cho nên dễ dàng dẫn đến việc nghi ngờ và gây hoang mang cho người dân cũng như các nhà đầu tư. Và chúng tôi cho rằng đó là một cách viết, một cách thông tin thiếu lương thiện, trái với nguyên tắc không được ám chỉ của truyền thông. Tôi rất mong mọi người tham gia mạng xã hội cũng như các nhà báo bình tĩnh, thận trọng và có trách nhiệm, đồng thời cũng dũng cảm phanh phui những sự thật còn ẩn giấu để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, của cá nhân và của cộng đồng. Xin cảm ơn.